Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Hiện tại mình đang ở Nam Đàn, Nghệ An. Thì như mọi người thấy, đây là một cái nghĩa trang khá là lớn, gọi là nghĩa trang sinh thái. Đây là một cái nghĩa trang phải nói là về cái địa hình đó khá là rất là đẹp nha, lưng tựa núi luôn, đúng nghĩa lưng tựa núi luôn. Tất cả những cái đồi núi ở đây á, có một số thì người ta lấy đá nè, mọi người thấy là xa xa kia đó, đào là muốn sập núi luôn. Ở đây rất nhiều ngọn núi bị đào gần như là hết rồi. Và những cái khu núi phía bên kia, đây là những cái đấy, nhìn xa xa bên kia là mọi người thấy là những khu mộ khá là lớn, không biết là của gia tộc nào. Và trước mắt mình là của lăng mộ họ Nguyễn và của rất nhiều lăng mộ của họ khác nữa, theo lưng chừng núi trải dài xuống tuốt lút dưới kia luôn. Thì trên bước đường mình đi á, là mình đang đi vào một cái vị trí khác, nhưng mà mình thấy ở đây quá nổi bật nên mình cũng muốn là tới để mà quay lại một chút xíu những khung cảnh nơi đây. Lên tầng tầng đẹp lắm cả nhà. Đó, từ phía dãy bên kia kìa. Lên tuốt lút, đây là mình sẽ vô một cái vài ngôi mộ để tượng trưng, tại xe để rất là xa, để tuốt lút ngay cây kia kìa. Đây gọi là lăng mộ họ Nguyễn Công Đức Lưu Quang. Ở dưới là lót bằng những cái đá giống như đá hoa cương đó nha, mà đá này như đá non nước thôi, tất cả đều bằng đá ha. Khu mộ khá là khủng. Ở đây cái bức bình phong trước thì họ điêu khắc luôn, năm 2021. Những khu mộ này thì mình nghĩ hoàn toàn mới thôi, nhưng mà do rất là bắt mắt nên mình muốn là quay lại, tại vì mình là một trong những người cũng quay mộ khá là nhiều. Mỗi nơi có một cái cách xây lăng mộ riêng, hoặc là cái kiểu mộ riêng của từng vùng luôn. Lúc nào mình sẽ ra ngoài Huế, mình sẽ quay kiểu kiến trúc một xíu. Đây người ta làm một số như là cái hòn non bộ trồng sen đỏ và trắng rất là đẹp. Có cái mái đình tre. Còn trong đây mình thấy cũng rất nhiều ngôi mộ. Có một số mình nghĩ đây có lẽ là người ta đã lấy cốt ở đâu về, rồi người ta đem ông bà hoặc người thân để về đây để mà an nghỉ tại đây. Để mình đi ra lại, đi dọc dọc theo kia, tại rất là nhiều luôn. Ở phía bên đỉnh núi, đồi núi bên kia kìa, vẫn còn một số rồi phải đó. Khu vực ở chỗ này thì mình không có quen lắm cả nhà, nên đi là nhiều khi là không biết đường, phải coi từng chút hoặc phải hỏi người ta. Mình thấy là có nhiều ngôi mộ xây giống như là kiểu ngồi Huế gì đó. Ở ngoài Nghệ An cái thời điểm lúc này rất là nắng nha, hiện tại rất là nắng luôn. Ngang giữa lưng chừng núi kìa. Đây là cái video này giống như là mình đi mình lưu giữ khoảnh khắc của mình vậy đó. Tại đây tới đây rất là xa lạ cả nha, nên là mọi thứ gần như là nó lạ lẫm lắm. Cột cổng rồi, rất nhiều ngôi mộ luôn, nguyên trải dài những cái sườn núi là nhiều gia tộc họ chôn. Ở trên kia có gia tộc gì rất là lớn kìa, và làm thang rồi, cầu thang lên tuốt lút trên kia. Giờ mồ mả ngoài miền Trung mới gần như là người ta xây, là người ta đầu tư rất là nhiều nha.
đây là cái nơi có đúng một cây duy nhất để làm mát. Những khu mộ họ xây phải nói là rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Ở ngoài Bắc khi mình nói chuyện một số anh em từ miền Trung đổ ra thì họ nói là rất là quan trọng về mồ mả ông bà, nên là nhà độ có thể là không có cao to, nhưng mà cả gia tộc sẽ cố gắng gọi là để mà góp chung vào nhau để xây mồ mả ông bà cho nó khang trang. Tại vì người ta nói là sống có nhà, chết có mồ, và cái mồ mả ông bà cũng rất là quan trọng khi là gọi là một cái cũng là phong thủy để con cháu làm ăn sau này. Mộ đây phải nói cũng khá khủng nha. Ở đây có hai con sư tử đá này, còn điêu khắc hết. Rất là rộng. Những con bò này mình không biết là cái kiểu xây rồi có nhiều tiền giống như là ở ngoài Nam hay không, tại vì khu vực miền Nam mọi người biết đó, có những khu mộ là mình quay tới mấy chục tỷ luôn. Có khu mộ thì vài trăm triệu, nhưng mà khu mộ đây thì có, mình nghĩ là đắt á, do vài chục tỷ, có nghĩa là do đắt quá là mắc nên họ xây lên thì sẽ tốn kém thêm nên gọi là mấy chục tỷ. Ở phía bên kia đỏ đỏ mọi người thấy là người ta xây một cái lăng mộ nè, khá là to. Phía sau chỗ cái lăng mộ họ Vương á, to lắm. Tại vì đường này là đường quốc lộ, đó là để xe là không yên tâm nha. Đó, xe thì xe mượn nên là để không yên tâm nên mình mới đi gần thôi. Lâu quá rồi thì mình không có giao video. Khi mà tới chỗ nào thấy mà cái gì nó là lạ một xíu mình muốn quay lên để cho những quý vị khán giả trên kênh của mình có thể coi được. Ở đây gọi là Nam Đàn Nghệ An. Chưa nắng luôn, chưa tới cái điểm mình quay nữa, tại vì điểm mình quay là chỗ khác nha. Điểm mình quay là cách đây khoảng tầm gần 10 cây số nữa lận. Tại vì sáng giờ mình đi là tới hơn 70 cây rồi. Gần 80 cây. Ở trên kia là có một cái nơi mà giống như một cái nhà đó, trắng trắng á. Đó, mọi người thấy cái điểm trắng trắng đây không? Dùm quá nó mờ rồi. Giống như một ngôi nhà bỏ hoang ha, nằm lưng chừng sườn núi luôn. Tại mình thì cứ nghĩ ở mộ chỗ mình đó thì xây một cụm nhỏ nhỏ thôi, chứ không có xây mà lớn. Nó trải dài tuốt lút dưới kia luôn mà, trải dài tuốt dưới kia luôn. Tất cả những sườn núi đây đều có những ngôi mộ nằm. Phía trên kia nữa là những rừng thông đó, trải dài ở trên nữa là rừng thông, toàn thông không à. Không biết là buổi chiều tối có mát mẻ không chứ mình thấy rất là nóng, nóng cực kỳ luôn. Ngày xưa một thời điểm là mình còn đi quay mộ không, tất cả những ngôi mộ độc lạ hoặc là những ngôi mộ cổ đồ đó mình rất là hay đi quay. Sau là mộ cổ là càng ngày nó càng không còn nhiều nữa, nên là đi đâu là mình sẽ thấy cái cảnh nào bắt mắt là mình cũng muốn quay lại. Ở đây giống như kiểu lăng mộ không à, không có kiểu mộ đương. Họ xây rất là cầu kỳ luôn, xây là đá là khủng không á. Không biết bỏ xe ngoài là lát có về không. Đây mọi người thấy nè, mộ là toàn là mộ khủng không nha, toàn mộ khủng không, đâu có cái nào mà ít đâu. Lúc lúc trên kia là cũng có mộ, mà cái đó là nửa xây cho đó là dòng họ bà con mà đi viếng mộ là cũng mệt luôn. Có những khu mộ thì họ xây bằng gạch rồi tráng xi măng, có khu mộ là họ làm tất cả luôn toàn bằng đá luôn. Nhưng mà những cái khu mộ này phải nói nhà giàu mới có khả năng làm nổi, tại vì rất là đắt cả nhà. Và đây là cũng có một cảnh khu nhìn khá là đẹp ha, rất
rất là đẹp. Mình sẽ đi thêm một xíu nữa. Bỏ xe ngoài nguy hiểm quá, đang lo kìa. Nhưng mà ham. Xây giống như kiểu là đền chùa miếu mạo luôn ha. Bậc thang tam cấp rồi, dòng thành rồi. Họ làm rất là đó, con lân rồi nè. Làm rất là họ nói bề thế. Y hệt đang đi vào một cái cổng chùa hoặc đình miếu gì đó. Quá khủng luôn. Ở đây là Trần Thị Đỏ, chiếc khu mộ. Mình không dám đi nữa cả nhà, phải đi xuống. Tại vì máy quay mấy đồ mình, cái này quay bằng điện thoại. Ở trên đây có hai khu mộ rất là khủng. Ở trên nữa là có một hàng nữa nè. Cái này thuộc về lăng mộ luôn chứ không phải mộ nữa ha. Lăng mộ của gia tộc vậy đó. Giờ mình phải đi xuống chứ để đồ dưới đó, máy quay rồi tùm lum hết á. Nếu mà mắc là coi như không luôn, là dẹp nghề YouTube luôn á. Thích đi nhưng sợ đó nha. Tại vì nguyên cái giỏ đồ của mình đó là để dưới. Nó đi quay đồ là thứ nhất là xe cộ nè, thứ hai nữa là đồ đạc. Và cái địa hình, nhiều khi mình đi quá xa rồi á, cái nơi đó là cha cũng không biết cái vị trí chỗ nào. Là nước là cái nữa là nó cái sự khó khăn nó sẽ hơn xíu. Mà mình thì mang ba lô theo thì sợ nó nặng, cái để xe thôi đó. Mà để xe là nhiều khi nó tới là nó ôm đi một phát là coi như không. Ở đây độc nhất là chỉ có cây bồ đề. Tất cả tài sản là đều để đây hết. Nguy hiểm lắm. Hồi nãy mình cũng quên nhé. Tại vì khi mà đi dưới đây á, mình cứ nghĩ là đi làng sạn xíu thôi. Nhưng mà cái tính mình là thế mà tới chỗ nào mà kiểu mà nó cảm thấy thích đó, là cái đi dài. Nhiều khi xe cộ đồ đạc đó là gần như là bỏ lơ luôn. Nó là ở chỗ nào mà thân quen rồi mình biết cái ấy thì được, còn chỗ xa lạ thì phải cẩn thận thêm một xíu, chứ không lại nữa là không có xe là về cái nhất, hai nữa là đồ đặt mắt là coi như khỏi luôn, khỏi làm gì cả. Thì cả một đoạn đồi trải dài là đều là tất cả những cái lăng mộ và lăng mộ của người dân bình thường nha, thì tới hàng trăm năm sau cũng thành một cổ rồi. Đồi núi toàn là thông không à. Giờ video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Tại video này là mình quay chủ yếu là video để kỷ niệm thôi. Chuyến hành trình mình đi